Chúc các bác quay trở lại với cả TZ Official. Ngày nay thì tiếp tục một clip hướng dẫn các bác cách chiếu màn hình laptop của các bác lên các dòng TV của Samsung trong năm 2020. Rất là đơn giản thôi, không phải cắm dây, tiện lợi, mượt mà và vô cùng là dễ dàng với cái thao tác phản chiếu hình ảnh từ laptop của các bác lên TV, không phải cắm dây HDMI gì cả các bác nhé. Rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh TZ, một trong những kênh hướng dẫn sử dụng các cái đồ điện tử trên thị trường. Cảm ơn các bác. Chào các bác, quay trở lại video ngày mai thì em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng laptop. Bất cứ một bác nào đang có laptop, có MacBook, tức là máy tính sách tay, thì các bác đều có thể trình chiếu toàn bộ những cái nội dung từ laptop của các bác lên màn hình TV của Samsung trong năm 2020 vô cùng đơn giản. Hiện tại thì như các bác biết rồi, TV Samsung thì có khả năng trình chiếu từ màn hình iPhone lên TV, từ laptop lên TV. Thì các bác sẽ làm những bước sau đây. Đầu tiên thì các bác sẽ phải đảm bảo là TV của các bác là sẽ kết nối mạng wifi ở trên TV, và laptop của các bác sẽ cùng chung một mạng. Tức là ở nhà các bác hoặc ở cơ quan các bác mang laptop đến thì hai cái thiết bị này bao gồm laptop và TV sẽ chạy chung một mạng wifi. Sau đó thì các bác có thể sử dụng cái tính năng remote access. Các bác di chuyển vào cài đặt này, các bác di chuyển vào nguồn này, các bác sẽ vào phần remote access, nó sẽ có mục như các bác biết đây. Đây các bác nhìn này, nó sẽ có mục là chia sẻ màn hình ở giữa. Thì trên laptop thì các bác lưu ý là laptop của các bác phải chạy hệ điều hành Win 10 trở lên thì mới có thể sử dụng được tính năng trình chiếu màn hình laptop của các bác lên TV Samsung được. Thì với hệ điều hành Win 10, các bác phải đảm bảo là Win 10 nhé. Sau đó thì các bác di chuyển con chuột về phía góc màn hình. Ở mục góc màn hình này thì sẽ có mục là New Location, các bác ấn chọn vào đó. Nó sẽ hiện thị ra Action Center. Trong mục Action Center này các bác chọn Collect. Trong mục Collect này thì các bác sẽ tìm đến cái tên TV của nhà các bác. Ở đây của em đang là con 65 inch 8K 65Q950. Thì các bác nhớ là tại vì em đang làm tại sàn siêu thị nên nó sẽ có rất nhiều TV, nên các bác sẽ phải tìm đúng cái con TV đó, 65Q950. Đây, nó hơi lâu một chút rồi do ở đây là em đang có khá là nhiều TV. Đấy, các bác nhìn này, đây 65Q950 series. Đây là 65Q950. Đấy, thì các bác sẽ chọn vào đó. Các bác chọn đó. Đấy, nó sẽ báo là Collecting. Ngay lập tức thì trên TV nó đã hiển thị là đang kết nối. Kết nối xong thì hiện tại tất cả hình ảnh từ laptop của các bác đang được phản chiếu lên TV rồi. Đó, các bác nhìn nhá, rất là đơn giản thôi. Không cần phải cắm dây HDMI thì các bác cũng có thể sử dụng cái tính năng này. Em đã chia sẻ cái này một lần ở bên kênh chính là kênh Mian Channel rồi. Còn với tech jack này thì sẽ làm lại, hoàn thiện series các cái tính năng trên các dòng TV đang bán trên thị trường. Rất là đơn giản, cái này sẽ phù hợp với các bác sử dụng laptop để phục vụ công việc, trình chiếu nội dung làm việc khi mà họp hành, hoặc là các bác giảng dạy thì các bác cũng có thể sử dụng tính năng này. Rất là mượt mà, không có độ trễ. Các dòng khác trên thị trường các bác phải sử dụng cái dây HDMI rất là khó dùng. Còn ở đây thì chỉ cần kết nối cùng mạng wifi thôi là các bác đã có thể kết nối được rồi. Đấy, rất là đơn giản. Remote Access của TV Samsung trong năm 2020 các bác nhé. Đấy. Đấy, rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách góp ý bình luận bên dưới và nhấn subscribe đăng ký để theo dõi các clip hướng dẫn TV khác vô cùng đơn giản. Cảm ơn các bác.